Sáng ngày 24 tháng 11, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống tội phạm ma túy, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04, Bộ Công an, chia sẻ về vụ việc hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ hồi tháng 9. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, vừa qua, Tòa án cấp sơ thẩm tại Hàn Quốc đã tuyên vô tội đối với hai nữ tiếp viên này. Tuy nhiên, nội dung chi tiết về vụ án chưa được thông tin. Hiện nay, kết thúc thời gian kháng cáo, hai nữ tiếp viên sắp tới có thể được trả tự do. Liên quan tới vụ án, ngày 6 tháng 9 năm 2023, đài MBC Hàn Quuốc đưa tin, cảnh sát Incheon đã bắt giữ hai trong số 4 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam để điều tra hành vi buôn lậu ma túy. Các nữ tiếp viên bị bắt khoảng 20 tuổi, bị nghi ngờ giấu cần sa dạng lỏng, tinh dầu cần sa trị giá 300 triệu won, hơn 5,4 tỷ đồng trong các hộp đựng mỹ phẩm và mang vào Hàn Quốc từ tháng 4. Theo điều tra, hai nữ tiếp viên khai đã nhận chuyển hàng hộ từ Việt Nam sang Hàn Quốc với tiền công khoảng từ 68.000 won đến 150.000 won, từ khoảng 1,2 triệu đồng đến 2,7 triệu đồng cho mỗi lần chuyển hàng. Các nữ tiếp viên cho biết họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa.